Xe lưới luôn rồi chàng ơi. cua nó kẹp mấy ngày hết trơn, con cua này con cá này luôn. Dạ chồng Toán miền Tây xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. Em mến chào cả nhà nha. Thì chiều hai chồng em có bời giỏ lên vuông giăng tay lưới, thì giờ hai chồng em đi thăm lưới bữa tối. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng thăm lưới cùng vợ chồng em cho vui nha. Rồi mình xuất phát thôi bà xã ơi. Đi bữa nay hả, vô bánh rồi. Vô mánh cho nẹo lưới luôn ha. Vô mánh cho dính cho nẹo lưới bữa rồi. Bữa nay cho xấu gió quá gió. Bữa nay quá xá là gió luôn em ơi. Bữa nay nước cạn này bộ thăm lưới chắc bộ ngon nè em. Nước cạn này có bộ than ổn mà. Rồi anh xuống đi. Em nhớ tay lưới điểm nào không vậy em? Em nhớ đâu gần gần đâu đây nè anh. Nước đầy quá chiều mình giăng nước cạn. Em bơi cặp vô mé không bơi? Thấy chưa? Ồ đây nè, ồ ta lưới nó liệt 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 liệt. Ồ như có cá dính nè mày. Em truyền cái dầm cho anh đi. Chổi vô trong em ơi. Ồ. Ồ con cá. Con cá phi lội cả nhà. Mày cuốn vô đi em ơi. Bây giờ hả? Cuốn vô đi em gùi đại. Gùi đại vô nhà gỡ nha. Em bứt đẩy ra đi. Khoan khoan để anh bơi từ từ ra. Ôi con cá phi nè. Cá phi hết biến cá phi. Ôi đang con nữa anh ơi. Hả? Ôi ôi đây nữa. Ôi nẹo lưới luôn rồi. Ôi nẹo lưới hết trơn. Rồi dày rồi dày rồi. Rồi nó dính vô trong. Em phân tới đi. Em phân tới đi anh. Trời ơi. Rồi rồi. Ôi. Dữ luôn rồi bưởi ơi. Cái mệt quá. Hồi chiều mình đặt mình giăng cạn queo mà giác này. Giấc này nước nước nó lớn rồi cá nó vô gọn luôn nè. Lục mít lục mít lục mít lục mít. Vô lục mít nữa hả? Lục mít. Ô ô nó chạy. Em nghe cá thằng kia nó táp nữa. Em bứt em bẻ đại ngang đi. Ô quá trời ơi. Ô ô coi kìa chàng ơi. Cua vậy em, mới sảnh cua vậy? Cua nó mới dính nè, nó mới kẹp rồi, nó rớt rồi. Nó dễ nhanh nhanh mới kịp nó. Đây nữa, trời ơi anh ơi, mê quá anh ơi. Vậy vậy. Ô, vậy luôn rồi, vậy luôn rồi. Ô, xe lưới. Con cua. À, dính con cua rồi kìa. Gặp luôn. Đi nhà mình gỡ nó luôn. Ô, ô, khá vậy. Nhớ anh ơi, mê quá. Ô, nó nằm đằng đây liễn liên hết trơn. Xe lưới luôn rồi chàng ơi. Cua nó kẹp mấy ngày hết trơn, con cua này con cá này luôn. Mời này là thái ra làm lẩu được rồi đấy. À cái này thái ra làm lẩu hả? Ừ. Đây nữa nè, trời ơi cái này vô hai chồng mình gỡ đã luôn rồi. Ô xe lưới luôn rồi. Xe lưới luôn. Ôi anh ơi. Em gỡ đi, em mở cái đầu được kia cái lưới ra. Ôi chết. Không dở lên này được nhiều đâu. Dở lên em phe anh cái coi nè. Ồ, quá xá là cá luôn cả nhà ơi. Quá xá luôn, quá xá em luôn. Xây xây hoài. Ồ, quá xá là cá luôn. Ồ, cá bự 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 không anh ơi. Có con lóc mít nó lóc lít, lóc mít lóc mít. Để em quay gần lại cho chú anh chị mình xem. Cá này là cá phi ở vuông nha. Này cá từ thiên nhiên, cá này là em không có nuôi. Nằm đây thôi chuyện chết. Ồ. Như đây là hai chồng em cuốn lưới về nhà gỡ cả nhà. Mà chiều quá trời luôn, em tính đâu là nó không dính chứ giờ mình để đây. Giờ mình bơi vô về nhà, mình bơi về nhà mình gỡ đi anh đây. Về nhà gỡ đi quá xa. Rồi anh đưa cái dầm đi. Hôm nay thì em chỉ chia sẻ một cái đoạn video ngắn về cái cảnh hai chồng em đi cuốn lưới bữa tối nha các chú anh chị. Thì cuộc sống ở vùng quê mà biết gì thì vợ chồng em xin chia sẻ nấy nha. Vợ chồng em mến chúc cô chú anh chị mình xem video vui vẻ nha. Ở vùng quê thì mình muốn kiếm cá ăn á, thì mình ra vuông mình giăng gì đây. Đây là cái cách mình bắt cá nhanh nhất nha. Giờ em xin khép video ở đây. Vợ chồng em xin hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào video tiếp theo nha. Hẹn gặp lại cả nhà mình video sau nha.